Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Cậu tuyệt đối là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tại sao lại khẳng định như vậy? Trong thế giới của huyết tộc, đẳng cấp của huyết mạch là đỉnh núi không thể nào vượt qua. Trên thế giới này, không có bất kỳ huyết tộc nào có thể vượt qua cậu. Bởi vì cậu chính là vị chúa tể của đỉnh núi ấy. Tóm lại, cậu cứ ngốc ở đó đi, coi như là huấn luyện đặc biệt. Đợi bên này tới thời cơ, chúng tôi tự nhiên là sẽ tới cứu cậu. Tôi cũng phải ra ngoài xử tội mấy tên chống đối chính quyền, cáo từ. Tớ phải đi đây, hôm nay có bài kiểm tra, xin lỗi nhé. Này này, cứ thế mà đi à, không phải chứ? Này, tỉnh rồi. Đây là bọn họ đều là con người. Không đúng, người đó. Người đó là quyến chú. Úi, đau quá. Này, tên nhóc, cậu vừa tới hôm nay nhỉ? Lần đầu tiên là vậy đó, sau này quen dần là ổn thôi. Các anh đều bị bắt tới đây để thí nghiệm hay sao? Có người bị bắt tới, có người thì bị bán tới. Còn có là bị trừng phạt. Yên tâm đi, không có tệ đến vậy. Bình thường thí nghiệm là 3 ngày một lần. Phải đảm bảo dấu vết thí nghiệm của lần thí nghiệm trước trên cơ thể của chúng ta đã bị phai nhạt hoàn toàn. Cho nên, cậu có thời gian 3 ngày để nghỉ ngơi, sau đó lại bước vào địa ngục. Các anh tới đây lâu chưa? Cái vấn đề này còn không bằng hỏi. Chúng ta có thể sống được bao lâu? Giới hạn là 20 lần thí nghiệm. Nghe nói người kiên trì được lâu nhất, sống sót qua 60 ngày. Cho nên chúng ta vẫn có rất nhiều ngày tháng tốt đẹp để tận hưởng đấy. Hey, Mai, đừng có mà cố suý cái học cách tận hưởng của nhà anh nữa. Anh không biết mấy cái thí nghiệm của con nả Kim Dĩ đã thay đổi à? À, tăng mạnh liều lượng, còn đổi công thức khác. Nhìn tên lóc nhóc này xem, lúc đầu ta thí nghiệm lần đầu, nào có nghiêm trọng như vậy. Nếu tôi đoán không sai, cậu chính là con chuột bạch đầu tiên của thí nghiệm mới. Chúc mừng nhé, có thể ngày mai cậu sẽ được chết. Ồ, thì ra tôi may mắn như vậy sao? Bây giờ là thời gian dùng bữa. Ăn đi. Đừng thấy thứ này bề ngoài như xít. Dinh dưỡng rất cao đấy. Thậm chí là không tìm thấy nó ở bên ngoài đâu. Tôi không ăn. Tôi không muốn sống nữa. Tôi không muốn sống nữa. Giết tao đi, giết tao đi. Tới đây con nở đáng ghét. Giết tao đi, không dám mà, mày là cái đồ phế vật. Mày. Quá ngây thơ, Kim Di sẽ không để ông ấy chết vì sự cố ngoài thí nghiệm đâu. Thật là khó luốt. Hôm sau,
Quái nạ, không phải thí nghiệm là 3 ngày một lần à? Sao hôm nay cậu ta bị bắt đi rồi? Đã bảo là công thức mới mà. Thí nghiệm mới, cách chết mới, ông chú à, ông còn không hiểu hay sao? Cứ thế này nhất định là sẽ chết mất. Không thể nào cứ đợi Ninh Nam Vũ tới cứu được, mình phải tự cứu chính mình. Nhất định là phải bỏ trốn. Nhất định là phải bỏ trốn. Phải làm sao mới trốn được đây? Ơi, người anh em phải gắng lên nhé. Còn có lòng mà lo cho người khác, ngày mai đến lượt ông thì phải nhỉ? Còn có lão là chó hoang. Nhất là chó hoang, không biết ngày mai các người có thể sống mà trở về hay không. Cậu cũng là quyến chú nhỉ, không giống như là con người thấp hèn chúng tôi. Quyến chú các cậu dù sao cũng mạnh hơn chúng tôi, nhận thí nghiệm cường độ cao hơn cũng là rất hợp lý mà. Mấy lần trước, cậu suýt chút thì không còn mạng rồi, cho nên mong là ngày mai cậu. Có thể sống sót để trở về nhé.